chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bí kíp giúp các bạn có thể ước lượng được cái lượng tạ mà các bạn đẩy đối với bài ngực ngang ở trong phòng tập tạ, phòng gym. Bí kíp này đã thất truyền lâu đối với bộ môn võ lâm quốc cao. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Bí kíp này thì đặc biệt rất là hữu ích đối với những bạn chưa bao giờ đến phòng gym hoặc là thời gian dài rồi chưa đến phòng gym nên mình không biết được cái lượng tạ đẩy bài ngực ngang là bao nhiêu. Bây giờ đối với bài này, nếu các bạn có thể đẩy 10 cái một cách thoải mái, bên 2,5 kg chưa tính thanh đồng. Còn đối với những bạn mà không đẩy được thì sao? Không đẩy tới 10 cái thì có nghĩa là các bạn không nên để tạ vào đẩy mà chỉ nên đẩy mỗi cái thanh không. Đôi khi có những chỗ cái thanh nó rất là nặng, các bạn cũng không thể đẩy nổi thì cách tốt nhất là các bạn nên tập ở nhà trước. Hít bài này được 10 cái. Còn đối với bài hít đất này, tức là mỗi bên 5 kg một cách thoải mái. Tiếp theo 15 kg. Bài vừa rồi là bài Diamond Push-up, tức là các bạn để tay chụm lại. Nếu các bạn đẩy bài vừa rồi 10 cái một cách thoải mái, tức là bài ngực ngang được 15 kg. Bài này là để tay rộng ra, và nếu các bạn thích 10 cái thoải mái, tức là ngực ngang 20 kg, mỗi bên 10 kg. Để tăng sức bền, các bạn có thể tập và để thử level của mình bằng cách hít liên tục và thời gian nghỉ ngắn lại để xem cái level của mình nó có sức bền, nó có khỏe không, nó có tốt lên chưa. Bây giờ qua bài 25 kg. Nếu bạn nào mà hít được bài đó 10 cái thì vô phòng tập gym mình có thể đẩy ngược ngang thoải mái là 25 kg. Bài vừa rồi là 30 kg đối với bài ngược ngang. Đây là ước lượng thôi, các bạn có thể ước lượng để biết được mình đẩy cái lượng tạ bao nhiêu, mà khi đến phòng gym mình có thể đẩy vừa sức cũng như là không phải quá nặng. Bạn nào mà đẩy được 10 cái thì vô phòng tạ các bạn có thể đẩy ngang 35 tới 40 kg một cách thoải mái.
không hiểu gì. Cảm ơn các bạn đã xem video.